Trong cái video này xin giới thiệu tới các bạn là cái củ ấu tàu, hay là gọi là củ ấu tàu nhé. Cái củ này thì các bác đang xem trên màn ảnh là củ ấu tàu tươi nhé, hay còn gọi là củ ấu tàu tươi. Củ này là được trồng tại Việt Nam mình nhé các bác nhé. Cái củ ấu tàu này ấy, thì được trồng ở Sapa hoặc là Hà Giang nhé. Đấy, hoặc là một số cái vùng cao ở phía Bắc. Trên màn ảnh các bác đang xem là cái củ ấu tàu tươi nhé. Củ này thì có rất nhiều cái công dụng, đặc biệt là dùng trong đông y. Ngoài ra thì dùng là một món ăn rất là bổ dưỡng. Hình ảnh các bác đang xem đây chính là cây ấu tàu tươi nhé. Cây này thì đang trong cái mùa phát triển của nó. Đến khi nào mà cái cây ấu tàu này nó ra hoa ấy nhé, đến cái mùa ra hoa ấy, cái hoa ấu tàu ấy nhé. Đây là cái hoa của cây ấu tàu này. Thì đến mùa ra hoa xong nó thì sẽ kết trái, và khi đến mùa kết trái xong rồi thì cây nó sẽ khô đi, là lúc đấy là đến cái mùa mà bà con đi thu hoạch. Đây chính là cái hình ảnh mà cây ấu tàu nó khô đi này, và đến mùa thì bà con mới bắt đầu là đi đào cái củ ấu tàu này nhé. Đấy, khi đào xong thì có thể là trồng luôn. Cái củ ấu tàu tươi ấy, khi thu hoạch xong ấy về thì được nhặt sạch cái rễ con và được rửa sạch đi các bác nhé. Rồi sẽ tùy từng cái món ăn hoặc từ cái chất liệu và sẽ chế biến một cách khác nhau. Đây là hình ảnh cái củ ấu tàu mà đã được rửa sạch thì các bác nhé. Củ ấu tàu thì được chế biến làm rất là nhiều món, rất là nhiều cách, vì đây là một cái thảo dược nhé. Cái cách chế biến về đông y ấy thì chúng tôi sẽ không nói trong cái video này, mà trong cái video này sẽ nói về cách chế biến để làm món ăn và cái chế biến để làm cái thang ngâm rượu thôi nhé. Khi mà các bác chế biến dùng làm cái thang ngâm rượu thì cái củ ấu tàu này khi mà các bác mua về thì các bác rửa sạch đi nhé. Xong đó thì các bác cắt hết các cái rễ nhỏ, rửa sạch rồi phơi khô hoặc là để ráo nước. Rồi các bác có thể dùng để ngâm rượu để dùng để sao bóp bên ngoài nhé. Cái rượu này không nên được uống các bác nhé, uống là nó có độc. Còn các bác có thể dùng để nấu thức ăn thì cái củ ấu tàu này các bác cũng rửa sạch để ráo nước, rồi các bác cho vào nồi ninh nhé, ninh nhừ đến khi nào mà các bác ninh khoảng độ vài tiếng ấy, các bác mang ra thấy nếm mà thấy cái đầu lưỡi nó không còn tê nhé, không còn tê ở trên đầu lưỡi nữa thì lúc đấy có thể dùng để chế biến món ăn. Thì lúc đấy thì cái củ ấu tàu này nó giống như củ khoai thôi, các bác có thể cho vào nấu như nấu cháo này, hoặc là có thể nấu hầm xương này, rồi chế biến các cái món ăn. Đây trên màn ảnh các bạn xem đây là chính cái món là món cháo củ ấu tàu đây. Thì sau khi mà củ ấu tàu rửa sạch rồi thì ninh nhừ không, nếu mà không còn tê nữa thì có thể cho vào để nấu cháo nhé. Đấy, đây là một món ăn rất là bổ dưỡng và có tác dụng bổ dương, rồi bổ dưỡng và chữa đau nhức xương khớp, đặc biệt là chữa về phong hàn rất là tốt. Món cháo này thì các cái vùng lạnh ấy, người ta hay dùng để ăn nhé, đặc biệt là các cái vùng như Sapa, Hà Giang. Ngoài món nấu cháo ra thì còn dùng để hầm xương hoặc là hầm với các loại thức ăn nhé các bác. Cái chế biến nó giống như là cái củ khoai sọ nhé, ăn nó rất là ngon và rất là mềm, có tác dụng là bổ dưỡng, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người mà có vấn đề về xương khớp, rồi các cái bệnh về phong thấp, phong hàn nhé. Đấy, các bác cứ ăn thử 1-2 lần mà thấy nó có tác dụng tốt với sức khỏe các bác thì các bác có thể mua ăn thêm nhé. Còn các bác có thể lấy cái củ ấu tàu này để ngâm rượu cũng rất tốt nhé. Củ ấu tàu thì có thể các bác mua có hai dạng, là cái dạng khô và cái hàng tươi. Thì hàng tươi thì các bác đặt hàng nhé. Cái hàng tươi ấy, nó có đặc điểm là về đến mùa hàng năm ấy thì rơi vào cái tầm này, tức là cái tầm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch này thì bắt đầu là sẽ có hàng nha các bác nhé. Còn hàng khô thì nó sẽ có quanh năm. Đây là cái màn ảnh mà các bác đang xem, đây là cái hàng tươi nhé. Đấy, còn hàng tươi, hàng khô thì các bác có thể liên hệ đặt hàng qua số là 0932 340 345 hoặc là 0964 421 551 nhé. Hai số đều có kết nối Zalo. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và các bác chú ý là cái củ ấu tàu này thì nếu như mà không chế biến kỹ thì không thể dùng ăn được đâu nhé, vì nó có độc. Còn các bác có thể dùng để ngâm rượu hoặc dùng để nấu đồ ăn, nhưng mà nấu đồ ăn thì các bác phải nên ninh dừa lên, và khi nếm nó không còn tê trên đầu lưỡi nữa là dùng được các bác nhé. Xin một lần nữa xin cảm ơn các bác đã xem cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé.